Từ sáng ngày 29 tháng 12, nhiều hoạt động sinh viên hấp dẫn đã được tổ chức tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội trong khuôn khổ Ngày hội Thanh niên Quốc tế năm 2023. Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức do Thành đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội thực hiện. Ngày hội Thanh niên Quốc tế là sân chơi văn hóa, nghệ thuật, thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người trẻ. Đây cũng là dịp để thanh thiếu niên, sinh viên thủ đô thể hiện sức trẻ và nhiệt huyết, tinh thần ham học hỏi của mình với bạn bè quốc tế. Em tên là Jabran, em là người Pháp. Tôi thực sự thích đất nước Việt Nam. Ngôn ngữ và văn hóa nơi đây đều rất thú vị, nên tôi đã chọn theo học khoa Việt Nam học tại Đại học Hà Nội. Những sự kiện như thế này là dịp lý tưởng để gắn kết sinh viên Việt Nam với thế giới, và theo tôi, nó nên được tổ chức thành truyền thống hàng năm. Đến nay thì em cảm thấy rất là ngỡ ngàng bởi vì là chương trình được tổ chức rất là quy mô và em cảm thấy không khí rất là sôi nổi, có nhiều cái hoạt động và những cái cuộc thi. Là một sinh viên thì đang ngồi trên ghế nhà trường, em cảm thấy là mình cần phải cố gắng hơn nữa, nhất là trong công việc học tập cũng như là những cái hoạt động bên ngoài dành cho sinh viên. Đó, em cảm thấy rất là vui khi mà thực hiện những cái công việc đấy ạ. Sự kiện mở đầu lúc 8 giờ sáng và sẽ kéo dài đến 21 giờ ngày 29 tháng 12. Mang đến nhiều hoạt động sôi nổi như cuộc thi tìm hiểu về văn hóa các quốc gia trên thế giới, thi múa lân sư rồng, thi đấu biểu diễn giữa các ban nhạc, nhóm nhạc trên địa bàn thành phố, v.v. Qua đây, ngày hội được kỳ vọng là dịp để kết nối thanh niên, sinh viên Việt Nam với nhau, cũng như với các quốc gia trên thế giới, thúc đẩy mở rộng quan hệ quốc tế với thanh niên các nước. Đối với cả các chương trình thì dự kiến quy mô sẽ thu hút khoảng độ gần 10.000 các bạn sinh viên Việt Nam cũng như các bạn sinh viên quốc tế. Và ngày hội thanh niên quốc tế của năm trước thì tập trung vào chủ đề của các nước ASEAN. Thế còn năm nay lần thứ hai là được mở rộng đối với cả tất cả các quốc gia và các bạn thanh niên sinh viên quốc tế. Đây cũng là một cái sân chơi rất là bổ ích dành cho các bạn thanh niên sinh viên để có cơ hội được giao lưu, được học hỏi, được chia sẻ với các bạn sinh viên quốc tế về văn hóa các vùng miền, văn hóa các quốc gia, và là một cái cơ hội để tăng cường những cái giao lưu, những cái kết nối giữa các bạn sinh viên Việt Nam và các bạn sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam.